Phát biểu vào sáng nay tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 7 giai đoạn 2020-2025, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là trong công tác thi đua khen thưởng được tổ chức toàn diện, thường xuyên, liên tục, phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GDP bình quân giai đoạn vừa qua đạt 6,75%. Dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Hà Tĩnh vì đã có những thành tích trong công tác năm 2019, tặng 1,2 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Tại đại hội, tỉnh Hà Tĩnh cũng vinh danh trao chứng nhận điển hình cho 61 cá nhân và 39 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và trao quyết định công nhận huyện Thạch Hà đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Kỳ Anh đạt tiêu chí đô thị loại 3.